Tất cả các em, các thành viên của lớp ôn thi viên chức giáo dục Hà Nội, xin mời các em đang ở trên mạng chúng ta cùng vào lớp để thầy hướng dẫn các nội dung ôn tập nằm trong khung bộ đề thi viên chức giáo dục của Hà Nội. Thì các em đã biết là Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã ban hành giới hạn tài liệu cho các em vào ngày 18 tháng 2020. Nhưng sau đó thì chúng ta biết là liên quan đến dịch Covid thì chúng ta đã bị tạm dừng lại cuộc thi. Và mới nhất thì chúng ta đã có thông báo về kỳ thi. Chúng ta sẽ thi vào ngày 21 tháng 5 tới. Vâng, thì xin mời các em đang ở trên mạng chúng ta cùng vào lớp để thầy nhắc lại các nội dung kiến thức ôn tập theo khung giới tài liệu ôn tập của các bạn thi Hà Nội. Các em nhá, thì về các cái tài liệu ôn tập thì thầy đã hướng dẫn cho các em ôn tập theo từng vị trí việc làm của giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên cho cơ sở, cho phổ thông, rồi nhân viên văn thư, nhân viên thư viện. Vâng, chào bạn Thu Hoài. Thì hôm nay thầy nhắc lại thôi vì các em cũng biết rồi, tất cả thầy đã dạy và tổng hợp các cái link danh sách cho các em theo đúng giới hạn của từng vị trí việc làm. Các em nhá, rất là rõ đúng không ạ? Và chúng ta đã có thời gian ôn tập nhắc đi nhắc lại nhiều lần, thầy đã tạo cả cái danh sách cho từng vị trí việc làm. Thì hôm nay trên quan điểm là thầy gặp và trao đổi với các em, các em còn có gì băn khoăn hay muốn hỏi những cái mẹo, những công thức hay là cách thức để chúng ta cùng đồng hành các em nhé, thì xin mời các em có thể đặt những câu hỏi hoặc là thầy sẽ nhắc lại. Chúng ta thấy với từng giới hạn của các bạn Hà Nội thì chúng ta thấy chung với giáo viên mầm non hay giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, vị trí nhân viên văn thư, thư viện thì chúng ta đều có những văn bản chung, đó là luật viên chức 2010 với 6 chương và 62 điều đúng không ạ? Rồi luật giáo dục 2005 sửa đổi 2009 đúng không ạ? Chúng ta thấy rất rõ. Rồi chúng ta có quyết định số 16 về ban hành đạo đức nhà giáo, thì chúng ta thấy nó là xuyên suốt ba cái văn bản này thầy vừa nêu là của giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông đúng không ạ? Và thầy nhắc lại, tất cả thầy đã giảng và đã có bộ đề trắc nghiệm của từng văn bản này rồi. Đấy, ba văn bản chúng ta xuyên suốt cho các vị trí việc làm từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Rồi cái văn bản thông tư số 06 cũng vậy, năm 2019 thì chúng ta cũng thấy đúng không ạ, là văn bản cũng có tất cả trong các vị trí việc làm. Thấy nghĩa là có 4 văn bản rất là rõ ở đây đúng không ạ? Rồi chúng ta thấy với các bạn mà ở giáo viên mầm non thì chúng ta có cái khác ở cái văn bản hợp nhất số 04 thôi đúng không ạ, về ban hành điều lệ trường mầm non đúng không ạ? Rồi các bạn tiểu học thì chúng ta khác là ở văn bản hợp nhất số 03 về ban hành điều lệ trường tiểu học. Và các bạn tiểu học cũng như trung học cơ sở thì chúng ta đều có văn bản chung, chúng ta thấy rất là rõ, đó là thông tư số 06 năm 2019 đúng không ạ? Chúng ta thấy rất là rõ. Và chúng ta thấy là vâng, chào bạn Nguyễn Phương Anh. Rồi thông tư số 20, đó là thông tư văn bản mà tiểu học khác với mầm non thôi đúng không ạ? Còn trung học cơ sở và trung học phổ thông thì chúng ta giống nhau cả, thông tư số 20 năm 2018 về quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở phổ thông. Vâng, chào bạn Hà Dung. Thì thầy nhắc lại những cái văn bản mà chúng ta trùng với nhau các em nhá. Đấy, tất cả của các vị trí việc làm giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông, rồi nhân viên thư viện và văn thư. Vâng, chào bạn Nguyễn Ngoan. Thì thầy nhắc lại tất cả các cái video bài giảng này, thầy đã tạo list danh sách cho các em, đã giảng hết đầy đủ rồi, có bộ đề của tất cả các vị trí việc làm rồi các em nhá. Vâng, và các em có một câu hỏi gì muốn đặt cho thầy thì thầy sẽ trao đổi và chúng ta cùng nhắc lại với nhau. Và thì chúng ta thấy với luật viên, vâng, chào bạn Thu Hường, với luật viên chức 2010 thì chúng ta cần trọng tâm nhớ được các nội dung như sau. Luật viên chức 2010 thì có 6 chương và 62 điều đúng không ạ? Thì chúng ta thấy chương 1 là những quy định chung thì chúng ta thấy là có 10 điều rất là rõ đúng không ạ? Điều 1 thì chúng ta thấy là nói về phạm vi điều chỉnh của luật viên chức 2010 đúng không ạ? Điều 2 thì nói về khái niệm ở viên chức, điều 3 thì về giải thích từ ngữ đúng không ạ? Chúng ta thấy là có 5 khái niệm tương đương 5 khoản. Vâng, điều 4 thì khái niệm về hoạt động nghề nghiệp của viên chức. Điều 5 thì các nguyên tắc của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp. Chúng ta nhớ là có 4 nguyên tắc của viên chức hoạt động nghề nghiệp, công thức là 3T cộng 1C. Còn là điều 6 thì có tên là gì ạ? Các nguyên tắc quản lý viên chức thì cũng có 4 khoản, đúng không ạ? Và công thức là gì? 2B cộng VT. Vâng, chào bạn Linh Phương, bạn Mầm Non Hạ My. Thì với nguyên tắc quản lý viên chức là hai bảo đảm, nên bảo đảm sẽ là của Đảng và đảm quyền chủ động, đề cao trách nhiệm của đứng đầu. Rồi V đây chính là việc tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức, và T là thực hiện bình đẳng giới đúng không ạ?
Còn điều 7 thì chúng ta thấy nói về vị trí việc làm với hai khoản. Khoản 1 nói về khái niệm vị trí việc làm. Khoản 2 thì nói về chính phủ, chính là cơ quan quy định nguyên tắc phương pháp xác định việc làm. Điều 8 là về chức danh nghề nghiệp thì chúng ta thấy có hai khoản, đúng không ạ? Khoản 1 thì nói về chức danh nghề nghiệp, khoản 2 thì nói về cơ quan quy định về hệ thống danh mục tiêu chuẩn chức mã số chức danh nghề nghiệp thì chúng ta thấy là Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan bộ liên quan. Còn điều 9 thì nói về đơn vị sự nghiệp công lập, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy có 4 khoản mà chúng ta cần nhớ là có hai đơn vị sự nghiệp công lập. Chúng ta nhớ từ khóa nó là gì? Được giao quyền tự chủ và được chưa được giao quyền tự chủ. Vâng, chào bạn Nguyễn Diệu Linh và bạn Thanh Tâm. Đấy, những nội dung chính, trọng tâm thầy sẽ nhắc lại cho các em nhá. Thì chúng ta thấy là điều 9 có 4 khoản, tương đương điều 10 cũng có 4 khoản, tương đương 4 chính sách. Đấy, chúng ta nhớ nhá. Thì chúng ta hỏi điều 7 có mấy khoản, điều 8 có mấy khoản, chúng ta đều trả lời là có 2 khoản. Hỏi điều 9, điều 10 có mấy khoản, thì lấy điều 7 cộng điều 8 là ra điều 9, điều 10. Vì điều 7, điều 8 có 2 khoản thì cộng lại với nhau thì ra điều 9, điều 10 đều có 4 khoản. Các em nhá, đấy là chương 1. Thầy tóm tắt lại, nhấn mạnh lại. Vâng, chào bạn Tống Bá Thủy. Vâng, chào bạn Huệ Vũ. Ở chương 2 thì chúng ta thấy là về chương về quyền nghĩa vụ viên chức thì chúng ta cần nắm được là có 2 mục. Mục 1 nói là về quyền của viên chức và mục 2 nói về nghĩa vụ của viên chức. Mục 1 thì quyền của viên chức quy định từ điều 11 đến điều 15, đúng không ạ? Điều 11 thì chúng ta thấy là quyền của viên chức trong hoạt động nghề. Chúng ta nhớ có từ nghề nghiệp. Vâng, chào bạn Nhật Nhật. Thì là nhớ là 7, sau này nghĩa vụ cũng vậy thôi, gắn chữ nghề nghiệp mà có 7, đúng không ạ? Thì quyền của viên chức hoạt động nghề nghiệp thì có 7 quyền, tương đương 7 chữ được, đúng không ạ? Được pháp luật bảo vệ, được đào tạo bồi dưỡng, được đảm bảo trang thiết bị, được cung cấp thông tin, được quyết định vấn đề hành chính chuyên môn, được quyền từ chối và được hưởng quyền khác. Đấy là 7 quyền của hoạt động nghề nghiệp viên chức. Rồi điều 12 về tiền lương thì nhớ số 12 đây, đúng không ạ? Là chúng ta thấy là gì? 12 tháng trong năm chúng ta nhận lương thì chúng ta có 3 quyền: được trả lương tương xứng, được hưởng làm thêm giờ và được hưởng tiền thưởng. Và điều 13 là quyền nghỉ ngơi của viên chức thì chúng ta thấy là có 4 quyền rất là rõ: được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, rồi với chúng ta thấy được nghỉ gộp với viên chức chúng ta ở miền núi, biên giới, hải đảo, đúng không ạ? Gộp như thế nào? Gộp 2 năm nghỉ 1 lần, nếu nghỉ gộp 3 năm thì phải có sự đồng ý người đứng đầu. Thế còn viên chức ở các lĩnh vực đặc thù thì sẽ được nghỉ việc và hưởng lương, đúng không ạ? Theo quy định pháp luật. Còn với mà trường hợp mà viên chức mà nghỉ không hưởng lương thì phải có lý do chính đáng và sự đồng ý người đứng đầu. Còn điều 14 là quyền của viên chức về trong hoạt động kinh doanh thì chúng ta thấy là có 3 quyền. Thứ nhất là được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc, thứ hai được ký hợp đồng vụ việc, thứ ba là được góp vốn nhưng tham gia quản lý điều hành các công ty trách nhiệm hữu hạn, gọi là khu vực tư đấy, công ty cổ phần, rồi công ty hợp danh, hợp tác xã, rồi trường tư, trung tâm nghiên cứu tư. Và điều 15 thì chúng ta thấy đó là gì? Là các quyền khác. Vâng, chào bạn Ngọc Toàn. Thì với phần mục 1 này về quyền viên chức, ta có thể tóm tắt thành công thức là 1 3 3 4 7. 1 đây chính là quyền khác của viên chức ở điều 15, đúng không ạ? 3 chính là chúng ta thấy là 3 về quyền của viên chức ở quyền tiền lương. 3 tiếp theo ở điều 12 đấy, 3 tiếp theo là quyền của viên chức trong hoạt động kinh doanh ở điều 14, đúng không ạ? 4 là chính là quyền về nghỉ ngơi viên chức ở điều 13, và 7 chính là 7 quyền của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp ở điều 11, đúng không ạ? Mục 2 của chương 2 về nghĩa vụ của viên chức thì chúng ta thấy là quy định từ điều 16 đến 19, điều 19 nghĩa là có 4 điều, đúng không ạ? Thì điều 16 là nghĩa vụ chung viên chức thì chúng ta thấy là có 5 khoản, tương đương 5 nghĩa vụ chung viên chức mà chúng ta công thức là thành 3C cộng BT, đúng không ạ? C thứ nhất là C chấp hành đường lối chủ trương, C thứ hai là có lớp sống, C thứ ba là có ý thức tổ chức, B chính là gì? Bảo vệ bí mật nhà nước, và T là tu dưỡng rèn luyện đạo đức, đúng không ạ? Thấy là rõ. Còn điều 17 thì chúng ta thấy là về nghĩa vụ của viên chức hoạt động nghề nghiệp. Đấy, chúng ta nhớ có từ nghề nghiệp, từ quyền hay nghĩa vụ đều là 7, đúng không ạ? Thì công thức ở đây chúng ta nhớ là gì? 3T cộng 2C cộng PK, các em nhá. Thì chúng ta thấy là T đây chính là, T đầu tiên là thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ, T thứ hai là thường xuyên học tập, và T thứ ba là thực hiện các nhiệm vụ khác. Đấy là 3T. Còn 2C, C thứ nhất là C chấp hành sự phân công, và C thứ hai là C chịu trách nhiệm, đúng không ạ? P chính là phối hợp tốt với đồng nghiệp, và K là khi vụ dân. Và khi vụ dân ở khoảng 5 điều 17 thì ta thấy là có 4 quy định đối với viên chức, đó là công thức là 3C cộng 1K, đúng không ạ? Thì C thứ nhất là C có thái độ lịch sự, C thứ hai có tinh thần hợp tác, và C thứ ba là có là chấp hành các quy định, đúng không ạ? K là không hách dịch. Đó thì chúng ta nhớ như vậy. Thế là chọn của điều 17. Còn điều 18 thì chúng ta thấy là nghĩa vụ của viên chức quản lý, đúng không ạ? Thì người ta có hỏi ngoài các nghĩa vụ quy định tại 16 17 thì viên chức quản lý có mấy nghĩa vụ? Thì chúng ta nhớ là có 5, đúng không ạ? Và công thức là gì? Chúng ta thấy 2C cộng 2T cộng 1X, đúng không ạ? C thứ nhất là C chỉ đạo và tổ chức, C thứ hai là C chịu trách nhiệm, còn T chính là T thực hiện dân chủ, và T thứ hai là tổ chức các biện pháp phòng chống tham nhũng, còn X chính là xây dựng và phát triển nguồn nhân lực. Đó, chúng ta nhớ như vậy nhá. Thì nếu có hỏi là ngoài các nhiệm vụ quy định 16, 17 thì viên chức quản lý có mấy thì nhớ là 5, còn người ta không có từ ngoài thì chúng ta nghĩa cộng vào như vậy, chúng ta cả điều 16, điều 17, điều 18 như thế chúng ta phải trả lời là 17, vì điều 16 là có 5
Điều 17 là có 7 mà điều 18 là có 5, đúng không ạ? Ở điều 19 thì chúng ta thấy về những việc viên chức không được làm, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy ở đây là 6 việc viên chức không được làm, quy định điều 19 rất rõ, đúng không ạ? Thì từ khóa như trốn tránh trách nhiệm này, sử dụng tài sản của cơ quan, rồi phân biệt đối xử, lợi dụng hoạt động nghề nghiệp, xúc phạm danh dự nhân phẩm, và việc thứ 6 là những việc khác, đúng không? Liên quan đến luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đúng không? Thì mục 2 này chúng ta có thể hoàn toàn có thể tóm tắt thành công thức rất là rõ, đúng không? Ở đây chúng ta thấy về các nghĩa vụ của viên chức thì chúng ta thấy là 4, đúng không ạ? 4, 5, 5, 6, 7, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy 4 đây chính là nói về gì? Là bộ liên quan ở khoản 5 đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta nhớ là 4 quy định mà viên chức không được làm, đúng không ạ? Nó thấy nghĩa là khi tuân thủ quy định, khi một dân đấy, đúng không? Thì 3C còn 1K. 5 đầu tiên nó thấy là chính là 5 gì? Nghĩa vụ chung của viên chức, quy định được 16. 5 tiếp theo là điều 18 về nghĩa vụ viên chức quản lý đấy, thì nhớ là gì? 2C cộng 2T cộng 1K đấy, đúng không? 6 ở đây chính là 6 việc viên chức không làm. Thế còn 7 chính là chúng ta thấy là 7 nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp. Đấy, chúng ta nhớ chỗ đoạn này, mục 2 này, nhớ công thức là 4, 5, 5, 6, 7 là như thế các em nhá. Đấy là ta xong ở chương 2. Ở chương 3 thì tuyển dụng sử dụng viên chức thì chúng ta thấy là có 7 mục và 27 điều, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là mục 1 nói về tuyển dụng, thì người ta hỏi quy định căn cứ tuyển dụng điều bao nhiêu, thì nhớ là điều 20 các em nhá. Và chúng ta thấy là hỏi có mấy căn cứ điểm dụng, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rất là rõ, ở đây có các căn cứ là gì? Căn cứ vào nhu cầu công việc, đúng không ạ? Căn cứ vào nhu cầu công việc, rồi vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh và quỹ lương, rất là rõ, đúng không ạ? Thì chúng ta cần lưu ý việc đấy nhá. Và thì ở điều 20, còn ở điều 21 thì chúng ta thấy rất là rõ là gì? Nói về nguyên tắc tuyển dụng. Thì chúng ta nhớ, người ta hỏi có mấy nguyên tắc tuyển dụng, thì nhớ là 5, và công thức cũng là 2B cộng, công thức ở đây là 2B cộng TDU em nhá. Cái này chúng ta rất hay nhầm với 2B của cái nguyên tắc quản lý viên chức ở điều 6, đúng không ạ? Thì chúng ta cần không bị nhầm như vậy nhá. Thì ở đây chúng ta thấy là gì? Và cái nội dung ở đây chúng ta thấy là điều 20, thì chúng ta thấy là nhớ thầy có các 4 căn cứ tuyển dụng: nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đúng không? Quỹ lương đơn vị sự công lập, được chưa? Rồi điều 21 thì nhớ cho thầy là về nguyên tắc tuyển dụng, nhớ là có 5, công thức là 2B cộng TDU. 2B đây là B bảo đảm công khai, bảo đảm tính cạnh tranh. Còn T đây chính là tuyển chọn đúng người, còn D là chính đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, và U chính là ưu tiên người có tài năng. Các em nhá. Thì chúng ta thấy rất là rõ như vậy, được chưa? Thì chúng ta nhớ thầy là như vậy ở điều 21. Còn điều 22 về điều kiện tuyển dụng thì chúng ta nhớ có 2 khoản. Khoản 1 nói về 7 điều kiện mà đăng ký dự tuyển đối với viên chức, thì chúng ta nhớ công thức là 4 có cộng 2 đủ cộng 1 đáp. Có đây chính là có thì quốc tịch và cư trú Việt Nam, có thứ hai có đơn, có thứ ba là có lý lịch, có thứ bốn là có bằng chứng chỉ các em nhá. Đủ chính là đủ 18 tuổi, đúng không ạ? Và đủ sức khỏe, đấy là 2 đủ. Dĩ nhiên đủ 18 tuổi, nhớ với những trường hợp mà trong một số lĩnh vực về văn hóa nghệ thuật Ấn Độ thì vẫn là chấp nhận dưới 18 tuổi các em nhá. Đấy, còn đáp, một đáp chính là đáp ứng điều kiện khác. Còn ở khoản 2 nói về hai trường hợp không đăng ký dự tuyển, chính là một mất cộng một đang các em nhá. Đấy là gì? Mất năng lực hành vi dân sự và hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang là đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án các em nhá. Còn ở điều 23 nói về phương thức tuyển dụng thì chúng ta nhớ có hai phương thức, đó là thi tuyển hoặc xét tuyển các em nhá. Thi tuyển hoặc xét tuyển các em nhá. Còn điều 24 về tổ chức thực hiện tuyển dụng đã thấy rồi, với các đơn vị sự nghiệp được chủ thì sẽ do người đứng đầu, đúng không ạ? Còn các đơn vị chưa được giao quyền tự chủ thì chúng ta thấy nó sẽ là do các cơ quan thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập. Thì chưa được giao quyền tự chủ, thấy bây giờ đa số chúng ta chưa được quyền tự chủ, như vậy là do các cơ quan quản lý đơn vị công lập giống như Sở Đào tạo, Sở Nội vụ quản lý viên chức sẽ thực hiện việc tuyển dụng các em nhá. Đó thì chúng ta thấy rất là rõ. Nên vậy là xong ở cái mục 1, ta thấy quy định từ điều 20 đến điều 24 có 5 điều về tuyển dụng. Ở mục 2 về hợp đồng làm việc thì chúng ta thấy ở điều 25 người ta hỏi có mấy loại hợp đồng làm việc, thì các em nhớ nói cho thầy là 2, đó là hợp đồng xác định thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn. Thì nhớ từ khóa về hợp đồng xác định thời hạn thì chúng ta nhớ là từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Thế còn từ khóa của khái niệm hợp đồng không xác định thời hạn thì chúng ta thấy đó là từ gì? Không xác định thời hạn thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng các em nhá. Thì chúng ta thấy ở điều 25. Ở điều 26 người ta hỏi có bao nhiêu nội dung của hợp đồng, thì chúng ta nhớ là có 10, ở đây có 12 nội dung, nên nhớ 12 tháng trong năm. Đấy, đầy đủ, đúng không ạ? Thấy như vậy. Còn người ta hỏi hình thức hợp đồng là gì thì nhớ là bằng văn bản, đúng không ạ? Và chúng ta thấy là ký có mấy văn bản, nhớ là có 3, nhớ 3 bản, đúng không ạ? Và viên chức giữ một bản, các em nhá.
thì chúng ta cần cần nhớ ở phần hợp đồng ở điều 26 này, được chưa? Thế còn điều 27 về chế độ tập sự, người ta sẽ hỏi là trường hợp nào được miễn tập sự. Chúng ta nhớ là trường hợp là gì? Đã có đủ 12 tháng đúng vị trí việc làm. Thế hoặc là hỏi thời gian tập sự là bao nhiêu thì nhớ là gì? Từ 3 tháng đến 12 tháng. Cơ quan nào quy định chế độ tập sự thì nhớ là chính phủ, thầy nói rồi. 95% cho câu hỏi của loại viên chức 2 là 10. Từ cơ quan nào quy định thì chúng ta chọn là chính phủ, được chưa? Còn về điều 28 về thay đổi nội dung hợp đồng thì chúng ta cần nhớ câu hỏi là gì? Người ta hỏi việc trường hợp mà hai bên thay đổi nội dung ấy thì báo trước ít nhất bao nhiêu ngày, nhớ là 3 ngày, đúng không ạ? Thế còn trường hợp mà liên quan đến hợp đồng xác định thời hạn, đúng không ạ? Trước khi hết hạn hợp đồng bao nhiêu ngày thì đơn vị sự nghiệp công lập sẽ ký tiếp hoặc là chấm dứt thì chúng ta nhớ là 60 ngày các em nhá. Đấy, còn việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động thì phải theo quy định về pháp luật lao động, được chưa? Còn ở điều 29 thì chúng ta thấy về quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì chúng ta thấy ở đây nó câu nội dung điều 29 này rất nhiều câu hỏi thì chúng ta phải chia ra có hai nội dung rất rõ. Nội dung thứ nhất là đơn vị sự nghiệp công lập có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, thì người ta sẽ hỏi câu đầu tiên là có mấy trường hợp mà đơn vị sự nghiệp có quyền đơn phương thì chúng ta phải chờ 5, đúng không ạ? Đấy, cụ thể là gì? Viên chức 2 năm liên tiếp, đấy người ta hỏi lẻ ra là viên chức bao nhiêu năm bị phân loại đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ thì bị đơn phương chấm dứt hợp đồng, nhớ là từ 2 năm liên tiếp. Rồi trường hợp thứ hai là viên chức bị buộc thôi việc, đúng không ạ? Trường hợp thứ ba là viên chức gì đã làm việc với hợp đồng không xác định thời hạn thì là điều trị là 12 tháng liên tục. Với hợp đồng xác định thời hạn là gì? Là đã điều trị ốm đau 6 tháng liên tục. Thì cái đoạn ở cái nội dung trường hợp thứ ba này cũng có hỏi lẻ, người ta hỏi về đơn phương với trường hợp mà ốm đau thì nhớ với hợp đồng không xác định thời hạn thì là gì? Đã điều trị 12 tháng liên tục. Với hợp đồng xác định thời hạn thì điều trị 6 tháng liên tục, em nhá. Còn trường hợp thứ tư là do thiên tai hỏa hoạn. Trường hợp thứ năm là gì? Khi đơn vị sự nghiệp chấm dứt hợp đồng hoạt động, được chưa? Thì chúng ta nhớ là có 5 trường hợp mà đơn vị sự nghiệp có quyền đơn phương. Thì khi mà đơn phương ở đây chúng ta thấy rằng khi đơn phương thì liên quan đến cái việc phải báo trước, đúng không ạ? Cho viên chức thì chúng ta thấy câu hỏi trường hợp ở đây thì người ta hỏi là với hợp đồng không xác định hạn thì báo trước bao nhiêu ngày cho viên chức, thì chúng ta nhớ là ít nhất 45 ngày. Thế còn với hợp đồng xác định thời hạn thì báo trước ít nhất là gì? 30 ngày. Đấy, chúng ta nhớ. Và chỉ có hỏi thế trường hợp nào thì không, người đứng đầu sự nghiệp công lập không phải đơn phương chấm dứt, không phải thông báo, nghe về nghĩa là không phải báo trước ấy, thì chúng ta nhớ là trường hợp mà gì? Cho thôi việc đấy, liên quan đến buộc thôi việc ở khoản điểm B khoản 1. Vâng, chào bạn Thâm Đinh. Các em nhá, thì chúng ta cần nhớ như vậy. Thế còn trường hợp tiếp là người ta hỏi ở nội dung 1, người ta hỏi là gì? Có mấy trường hợp mà đơn vị sự nghiệp không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với viên chức? Thì chúng ta phải trả lời 3. Thứ nhất là viên chức bị ốm đau, điều trị theo bệnh nghề nghiệp, đúng không ạ? Thứ hai là viên chức đang nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng. Thứ ba là viên chức nữ đang có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Đấy, chúng ta thấy nó có nội dung là về dưới 36 tháng tuổi này. Có hỏi nuôi sản bao nhiêu tháng tuổi, nhớ là dưới 36 tháng tuổi, các em nhá. Đấy, thì chúng ta thấy rất là rõ. Đấy, thì chúng ta cần nắm bắt được cái nội dung như vậy, được chưa? Tiếp theo thì chúng ta thấy là nghĩa là dung 1 là đơn vị sự nghiệp có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động viên chức. Trường hợp thứ hai đó là gì? Viên chức có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với đơn vị công lập, thì chúng ta thấy là hỏi có mấy trường hợp, hỏi đầu tiên mấy trường hợp thì nhớ trả lời 6, đúng không ạ? Trường hợp thứ nhất, bạn Thu Hường, thầy đoán lĩnh vực sẽ thi đề chung hay mỗi huyện một đề. Thì thầy nghĩ là thì mỗi huyện cũng là một đề thôi, chung thì thực ra nó cũng là trộn trong cái giới hạn của Vĩnh Phúc thôi em nhá. Đó thì chúng ta thấy thì chúng ta ôn kỹ 9 văn bản là được, đúng không? Chúng ta thấy rồi, cả tiểu học và trung học cơ sở chúng ta có 9 văn bản, đúng không? Chúng ta có 7 văn bản chung và 2 văn bản riêng. Thì em cứ chắc chắn là em cứ học kỹ 7 văn bản mà thầy đã dạy rồi thì chắc chắn là chỉ vào trong đấy thôi. Còn đề thì họ phải soạn trên 9 văn bản đó em nhá, cho từng khối. Đấy thì là như vậy, em yên tâm nhá. Được chưa bạn Thu Hương? Thì hôm nay thầy đang hướng dẫn cho các bạn ở Hà Nội nhá. Sau đó thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn Hải Dương, và ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau trưa ngày mai với các bạn ở Vĩnh Phúc nhá. Thì đợt này thì các địa phương tổ chức thi hàng loạt nên thầy phải cân đối cái lịch để cho các em ôn lại, nhắc lại thôi. Còn như thầy nói là tất cả các văn bản của các địa phương thì thầy đã dạy phần từ khóa và chúng ta đã làm bộ đề trắc nghiệm của từng văn bản rồi nhá. Đấy, có bộ đề trộn thì bản chất cũng trộn các cái câu hỏi trong cái bộ đề trắc nghiệm của từng văn bản đó thôi. Thì các em cố gắng dành thời gian ôn luyện và chúng ta thầy sẽ có những buổi nhắc lại với nhau, được chưa? Thì chúng ta nhớ hơn, các em rõ chưa? Và ở Vĩnh Phúc thì chính ra là nhàn hơn các bạn Hà Nội, đúng không ạ? Hải Dương thì nhàn nhất vì số lượng văn bản ít hơn, đúng không ạ? Còn ở Hà Nội chúng ta thấy là
chung với các bạn tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, chúng ta thấy có 6 văn bản, đúng không ạ? Rất nhiều mà toàn full hết. Đấy, như luật viên chức là gì, chúng ta thấy là 6 chương 62 điều, luật giáo dục thì chúng ta thấy là 9 chương và 92 điều, 120 điều, 9 chương 120 điều, chưa nói 31 nội dung của luật giáo dục 2009 nữa. Bạn Lan Anh, thầy ơi vậy không còn biên chế không thời hạn, không phải biên chế không thời hạn đấy, hợp đồng không xác định thời hạn. Cái này đã được quy định rất rõ trong luật viên chức sửa đổi 2019. Với các chúng ta thấy với những trường hợp mà gì ký hợp đồng, nghĩa là trường hợp mà nhận quyết định đúng không ạ, trước ngày 1 tháng 7 thì chúng ta có cơ hội khi chúng ta ký hợp đồng xác định thời hạn thì chúng ta sẽ được chuyển sang hợp đồng không xác định thời hạn, nghĩa là tối đa 2 lần. Còn bạn nào một may mắn là một lần ký hợp đồng xác định thời hạn thì được chuyển sang hợp đồng không xác định hạn. Thế còn với các bạn mà chúng ta thấy là ta nhận quyết định tuyển dụng sau ngày 1 tháng 7 thì chúng ta không theo luật nhé, theo luật hiện hành đấy mà 1 tháng 7 này có hiệu lực thì chúng ta thấy là mà luật viên chức sửa đổi 2019 ấy, chúng ta thấy là những đợt nhận quyết định sau ngày 1 tháng 7 thì chúng ta chỉ còn một loại hợp đồng xác định thời hạn là từ đủ, đúng không ạ, từ đủ 12 tháng đến 60 tháng. Thì thầy cũng hy vọng rằng là chúng ta thấy với Vĩnh Phúc vừa rồi cũng như Hà Nội hay là Hải Dương, chúng ta bị ảnh hưởng dịch Covid, đúng không ạ? Bình thường thì như kế hoạch trước đây chúng ta đều được sẽ được nhận quyết định trước ngày 1 tháng 7 đấy. Vĩnh Phúc trước xây dựng là thế rồi. Thì hy vọng là sắp tới Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ và xin ý kiến Hội liên quan, không biết có điều chỉnh nội dung này không. Đấy thì chúng ta chờ xem, cho thấy trong kế hoạch của Vĩnh Phúc thì vừa rồi hình như là không có cái việc đó, không biết có xin ý kiến không. Thì theo luật là sẽ là như thế. Lan Anh nhá, đang nhớ là hợp đồng không xác định thời hạn, còn chúng ta không có từ biên chế đâu. Mọi người cứ gắn hợp đồng xác định thời hạn thành chữ biên chế nhá. Biên chế thì dành cho công chức thôi, đúng không ạ? Có nghĩa là họ nhận quyết định tuyển dụng và họ không vi phạm kỷ luật pháp luật gì cả, họ sẽ làm đến suốt đời, được chưa ạ? Nghĩa là chúng ta không còn hợp đồng không xác định thời hạn. Nghĩa là bản chất là gì, nếu mà các em xong hợp đồng xác định thời hạn và được ký hợp đồng không xác định thời hạn thì chúng ta không vi phạm pháp luật kỷ luật thì chúng ta thực hiện loại hợp đồng đó đến khi chúng ta nghỉ hưu, đúng không? Còn bây giờ thì chúng ta phải ký nhiều lần thôi, ký các loại hợp đồng xác định thời hạn, có thể 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm đấy, chúng ta ký nhiều lần. Đấy, thì như vậy nhá. Thì quan trọng nhất thì tại anh rất là hiểu, các em rất là quan tâm về vấn đề loại hợp đồng, đúng không? Mà dư luận thì chúng ta cũng chưa hiểu rõ, ta nói từ biên chế, bản chất về pháp luật thì nó không đúng, nó không phải từ biên chế, thầy nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi. Nhưng mà thường như đầu tiên với các em bây giờ thầy quan tâm, chúng ta phải quan tâm nhất là chúng ta phải đỗ viên chức đã nhá. Thì nói gì nói chúng ta được ký, bản chất chúng ta vẫn là ký hợp đồng, đúng không? Đấy thì nó chỉ là loại hợp đồng thôi, còn chúng ta không đỗ viên chức thì nó chả có ý nghĩa gì cả. Dù nó là có con ta còn cơ hội là được ký hợp đồng không xác định hạn, mà mọi người cứ bảo là biên chế đấy. Quan trọng nhất bây giờ các em là sao phải thi đỗ đã, phải vào đã, đúng không? Chứ mọi người là cái tập trung quan trọng nhất thì học để thi đỗ thì chả quan tâm. Quan tâm cái chuyện đấy thôi. Nhưng mà các em không thi đỗ thì nó giả sử có còn hợp đồng không xác định thời hạn thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Chúng ta phải đỗ viên chức. Thế còn chúng ta thấy nó chỉ là loại hợp đồng. Thế còn mong muốn chung ai vậy thôi. Với người Việt mình thì ai mong muốn tâm lý ổn định. Nhưng mà chúng ta thấy như thầy nói rồi, chúng ta chỉ là người chơi. Còn các cơ quan nhà nước là những cơ quan ban hành, họ là làm chủ luật chơi. Thì chúng ta phải chấp hành nhá. Quan trọng nhất là chúng ta quan tâm, chúng ta đỗ và cho trở thành viên chức, chúng ta đóng góp như thế nào, chúng ta có năng lực như thế nào, kiến thức chuyên môn như nào là câu chuyện. Chúng ta làm tốt thì chắc chắn rằng thì chúng ta vẫn đâu cũng sống, các em nhá. Đừng bị chi phối nhiều quá vào việc đấy. Đó thì thay vì em nghĩ quá nhiều việc đấy thì chúng ta hãy dành thời gian để đỗ viên chức đã nhá. Còn không đỗ viên chức thì chúng ta thậm chí là này chúng ta ao hết ấy, mình thấy trong chủ trương sắp tới là người ta chỉ sử dụng đội ngũ viên chức thôi chứ không còn các hợp đồng lao động 68 đâu, chúng ta thấy nhá, hợp đồng trường, hợp đồng huyện đâu nhá. Thì chúng ta cần có một tinh thần như thế. Ta phải nghĩ là sao các bạn khác họ vẫn làm được, họ không khoác thán gì cả. Hay là viên chức thì đâu phải mỗi là ngành giáo viên đâu, viên chức thư viện hay là văn thư họ kêu gì đâu, hay là ngành y mà thấy họ kêu gì đâu, họ cũng cùng một bầu trời như thế, đúng không? Tại sao chúng ta cứ kêu? Thực ra ta thấy là như thầy nói lại, ta thấy rất hiểu cái việc đó, nhưng mà chúng ta thấy rằng đây là luật họ ban hành, còn sắp tới thì nó không biết họ có điều chỉnh nội dung này hay không vì do ảnh hưởng dịch Covid. Thì thầy cũng hy vọng, vì thực ra các em tính ra theo kế hoạch là hơi thiệt thòi, đúng không? Nhẽ ra là chúng ta thi rồi, hoàn thành rồi thì chúng ta sẽ được hưởng cái quy định như vậy, nhưng mà thôi chúng ta nó không may. Nhưng quan trọng nhất là qua Covid này chúng ta vẫn còn sống mới là điều quan trọng nhất, đúng không? Đấy, nhưng mà thấy là trong cuộc sống ta thấy gì, tính mạng mới là thứ quan trọng, những cái khác có hay không có cũng chưa quan trọng lắm, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy cần xác định như thế, tâm thế như thế các em nhá. Còn bây giờ chúng ta cứ bị những cái việc hợp đồng lao động đấy chi phối, rồi cuối cùng hợp đồng làm việc đấy chúng ta chi phối thì chúng ta thấy là rất là khó. Và
gửi thì ra cái môn học này thầy nói đã nói em rồi là em chứng tỏ bạn Thúy này không cập nhật gì cả, đúng không ạ? Hàng loạt link danh sách thầy đã folder Hà Nội 120 rồi nhá, em nháy vào đó là đầy đủ nhá, đầy đủ tất cả các bài giảng, đúng không ạ? Rồi các file tài liệu bộ đề, còn không em có thể nháy chữ file ở bên trái màn hình máy tính. Đấy, bạn Thúy này chắc là rất là lơ mơ, chắc mới vào học, đúng không ạ? Đấy, cái này thầy dạy, thầy hướng dẫn được bao nhiêu lần rồi, đúng không ạ? Đấy, thì em xem lại giúp thầy nhá. Đấy, mấy tháng rồi, đúng không ạ? Chứ không phải mà đã tạo ra những cái đấy cho các em rồi. Đấy, thầy tạo riêng cho từng lớp rồi nhá. Đấy, ở bên trái, bên phải màn hình lớp Hà Nội 120, hoặc là nháy file, chúng ta nháy vào chữ file ở bên trái màn hình nhá, đầy đủ hết rồi, được chưa? Tăng lương thì thầy nói rồi, lương thì chúng ta thấy là đến ngày 1/7/2020 chúng ta lương của chúng ta phải hiểu công thức là như thế nào. Lương của chúng ta bằng hệ số nhân với lương cơ sở, thì chúng ta biết từ 1/7/2020 lương cơ sở sẽ là 1.600.000, đúng không ạ? Còn trước 1/7 là lương cơ sở là 1.490.000, thì bắt đầu từ 1/7 trở đi thì lương cơ sở tăng, thì chắc chắn lương của các em tăng rồi nhá. Bây giờ chúng ta đã đến đâu nhá? Đấy, nó thấy được chưa? Bạn An Chi nhá. Nó lương này nó phải theo lộ trình chứ không phải cứ thích là tăng được, được chưa ạ? Ok chưa? Vâng, cố lên nhá. Như thầy nói, chúng ta quan trọng nhất là chúng ta đỗ viên chức đi nhá. Chứ còn chúng ta chưa đỗ thì đừng nói chuyện nó xa quá nhá. Hãy cái gì quan tâm những cái gì nó mục tiêu nó gần đi. Quan trọng nhất là bây giờ chúng ta học để nó đỗ viên chức đã nhá. Đấy, còn chúng ta chả học gì cả mà cứ mơ màng thế nọ thế kia rất là khó nhá. Nó thực tế đi. Hãy đặt các mục tiêu gần đi, chúng ta dễ đạt được đi nhá, là đỗ viên chức đã, được chưa? Ok chưa? Đây thầy đang trao đổi về các nội dung. Vâng, chào bạn Nặng Yêu. Thì các em rõ chưa? Vâng. Thì thầy đã trao đổi qua nhấn mạnh trọng tâm các nội dung của bạn thi Hà Nội hôm nay. Nhưng mà đa số vào hôm nay đa số thấy các bạn ở Vĩnh Phúc nhiều hơn. Vâng. Thì xin mời các em ở Hà Nội có câu hỏi gì không để chúng ta nhấn mạnh với nhau để trao đổi nhá. Để chúng ta cùng học. À, để trao đổi như thầy nói, tất cả các bài giảng từ khóa rồi bài tập giả đáp án cho từng văn bản của từng vị trí việc làm mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, rồi nhân viên văn thư, thư viện của Hà Nội, thầy đã tạo list danh sách bài giảng rất là rõ. Các em chỉ vào lớp, chúng ta nháy vào chữ file Hà Nội 120 ở bên phải màn hình nhá. Là chúng ta thấy, hoặc là chúng ta lấy file của từng bộ đề thì chúng ta nháy chữ file ở bên trái màn hình, rất là dễ dàng. Còn các em dùng điện thoại thì chúng ta kéo ở đoạn mà gì chủ đề phổ bài viết phổ biến là thấy tên lớp thôi, thì các em ở Hà Nội chúng ta sẽ rõ thầy đã tạo rồi, Hà Nội 120. Vâng, chào bạn Chu Ngân. Vâng, được chưa? Các bạn khác có câu hỏi gì không? Đấy thì thầy đang nhấn mạnh qua các nội dung nhá, thì để chúng ta thấy thực ra đây như thầy nói tất cả các nội dung thầy đã giảng rất kỹ rồi. Được, thì cái phần chương 2 chúng ta đặc biệt là chú ý ở điều 29. Vâng, chào bạn Đỗ Uyên. Về chúng thấy là con 6 trường hợp mà viên chức có quyền đơn phương chấm dứt. Vâng, đấy thì thầy đang đúng rồi, chúng ta tập trung đi nhá. Nên tại sao thầy này thầy dạy rồi nhưng mà thầy cố gắng hệ thống lại nhắc lại rồi cho các em, quan trọng là cái khơi dậy cái tinh thần học tập ấy. Đó, ngày tháng ta quên, chúng ta bận rộn quá thì chúng ta chưa wake up, thì bây giờ chúng ta wake up đi nhá. Chúng ta xác định mục tiêu ngắn hạn là chúng ta phải đỗ đã nhá. Bây giờ bạn Đỗ Uyên hỏi chính thức thi em ở đâu. Hà Nội thì 21/5 nhá, còn ở Hải Dương là 23/5, còn ở Vĩnh Phúc thì thầy thấy các huyện là có những ngày 30/31/5 và 1/6, đây tùy từng huyện đó. Đỗ Uyên vẫn chưa nắm lịch thi à? Nếu Hà Nội là 21 em nhá. Đấy, như vậy được chưa? Đấy, vòng 1 được chưa? Đấy, thầy đang nói về việc đó, thì các em cần lưu ý được chưa về cái phần nội dung thứ hai, trường hợp thứ hai điều 29 mà chúng ta cần nhớ là chúng ta nhớ là có mấy trường hợp mà viên chức có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, thì các em nhớ cho thầy là chúng ta thấy là có 6 nhá. Thì chúng ta thấy là muộn nhất là không được bố trí đúng vị trí việc làm, thứ hai là không được trả lương đầy đủ, thứ ba được bị ngược đãi cưỡng bức, thứ tư là bản thân hoặc gia đình khó khăn, thứ năm là viên chức có thai, và 6 là gì viên chức ốm đau bị tai nạn từ 3 tháng liên tục, được chưa? Thì chúng ta nhớ là trong cho thấy là có phần báo trước đúng không, thì viên chức nghỉ cũng phải báo trước. Thì chúng ta nhớ thầy có 6 trường hợp như vậy, thì chúng ta thấy chỉ có trường hợp 4 ấy thì báo trước với đơn vị thành lập là ít nhất là gì 30 ngày, thế còn 5 trường hợp còn lại thì chúng ta nhớ là 3 ngày, được chưa? Hà Nội nhưng danh sách chia theo ca, lần trước em thấy theo ngày, cái này thì họ sẽ cập nhật, nhưng họ trong quyết định đấy họ thông báo là ngày 21/5 thôi, còn danh ca thì chắc là họ sẽ up sau em nhá. Vì em biết đợt trước không để so đợt này, đợt trước được, đợt trước thì số lượng thi rất nhiều đúng không,
Đợt này tôi thấy là số lượng chính là đa số là trung học phổ thông thôi. Thế còn các cái vị trí việc làm như là mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hoặc là nhân viên thư viện, văn thư thì rất là ít em nhá, thì không nhiều đâu. Lần này cho đợt trước thì nó chỉ bằng 1/10 ngay cái số lượng nhợ thì chắc chắn là vào nếu như bạn Nguyễn Ngoan chắc là họ sẽ có thông báo chia ca thôi, nhưng mà không thành chia theo thành nhiều ngày như là trước được, không để so sánh đợt 1 được. Đợt 1 thì quá nhiều đúng không ạ? Đấy, và chúng ta thấy liên quan đến đợt 1 bây giờ về cái đợt cách chúng ta vẫn chưa làm xong đấy. Hà Nội vừa rồi là ngay chủ tịch thành phố Hà Nội cam kết là quý 1 xong ra cho Sở Nội vụ, nhưng đến thời điểm này thì chúng ta thấy là ngay bạn các bạn đặt cách ấy, là cũng chưa xong đó, em rõ chưa ạ? Vâng, thì mọi người lưu ý nhá, thì nhớ ở cái phần chương 2 là như vậy được chưa ạ? Đó thì chúng ta cứ nhớ là thi là ngày 21 thôi của các bạn Hà Nội được chưa ạ? Phần tiếp theo thì chúng ta cần nhớ về đào tạo bồi dưỡng, thì chúng ta cần nhớ là liên quan cái này rất còn nhiều, số 3 ở đây chúng ta thấy như điều 33 ta thấy có 4 khoản và cho thấy hỏi về cái nội dung chương trình ấy, thì chúng ta thấy căn cứ cũng 3 nội dung đúng không ạ? Về hình thức thi, về căn cứ vào tiêu chuẩn chức vụ rồi chức danh nghề nghiệp yêu cầu bổ sung, đấy là 3, rồi cũng 3 hình thức đào tạo đúng không ạ? Về đào tạo bồi dưỡng viên chức ấy, nó là đào tạo theo chức vụ quản lý rồi tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp rồi nhằm bổ sung cập nhật kiến thức, đấy chúng ta nhớ con gắn số 3. Rồi trách nhiệm đào tạo thì chúng ta nhớ là về trách nhiệm đào tạo bồi dưỡng ở đây chúng ta thấy là gì, là gắn chữ đơn vị sự nghiệp công lập, đấy, trách nhiệm về xây dựng tổ chức rồi trách nhiệm về để viên chức tham gia. Và với cái việc người hỏi kinh phí đào tạo viên chức lấy từ đâu, nhớ là do gì, lấy từ do nguồn của viên chức này, nguồn tài chính đơn vị công lập và các nguồn khác, đấy chúng ta cần nhớ 3 cái nguồn tài chính để đào tạo viên chức. Và trách nhiệm của viên chức trong đào tạo bồi dưỡng, trách nhiệm và quyền lợi thì chúng ta thấy là trách nhiệm thì chúng ta phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế, rồi chúng ta tham gia đào tạo thì chúng ta được hưởng về chế độ là tiền lương, rồi nhớ là phụ cấp chứ không phải là trợ cấp, nhớ là phụ cấp các em nha. Rồi nữa là chúng ta thấy là nếu đơn phương chấm dứt liên quan việc cử đi đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức đào tạo mà đơn phương hợp đồng hoặc tự ý bỏ thì phải bồi thường nhá, bồi thường theo quy định của chính phủ đó. Còn là mục 5 thì chúng ta thấy về biệt phái thì chúng ta nhớ cả nội dung cho thầy. Hỏi điều 36 có mấy khoản, nhớ là có 7 khoản và cần nhớ cái nội dung biệt phái viên chức trong mấy năm thì nhớ là 3 năm, không quá 3 năm. Đấy, không quá 3 năm. Được chưa? Và chúng ta nhớ là câu hỏi là không biệt phái viên nữ đang mang thai hoặc nuôi con bao nhiêu tháng tuổi, nhớ cho thầy là gì? Dưới 36 tháng tuổi. Thế hỏi được biệt phái thì chúng ta nhớ là gì? Là trên 36 tháng tuổi. Các em nhá. Đấy, điều 37 thì hỏi có về viên chức quản lý thì người ta hỏi có mấy khoản, em nhớ cho thầy là 6 khoản. Người ta hỏi là gì, bổ nhiệm thời gian bổ nhiệm viên chức quản lý là bao nhiêu năm thì nhớ là không quá 5 năm các em nhá. Và cơ quan nào quy định về việc bổ nhiệm viên chức quản lý đấy, quy định là nhớ 95% là chính phủ được chưa? Thế điều 38 thì hỏi có mấy trường hợp mà gì mà viên chức quản lý có thể xin thôi chức vụ hoặc miễn nhiệm, em nhớ cho thầy là 4 nhá, là không đủ sức khỏe, không đủ năng lực uy tín rồi theo cầu nhiệm vụ và lý do khác đó thì chúng ta cần nhớ. Rồi điều liên quan mục 6 về đánh giá viên chức thì chúng ta thấy ở đây người ta hỏi là mục 6 này có mấy điều, chúng ta nhớ là mục 6 nó có 6 điều. Đấy thì chúng ta thấy là phải có mấy căn cứ đánh giá viên chức thì nhớ là 2. Đấy nhớ từ khóa là cam kết rồi đã ký kết rồi quy định về đạo đức nghề nghiệp. Phải có mấy nội dung đánh giá viên chức thì chúng ta nhớ là 4 đúng không ạ? Đó. Đúng không ạ? Và hỏi có mấy phân loại đánh giá thành mấy loại thì nhớ là 4 loại đúng không ạ? Thì là gì? Xuất sắc, tốt, hoàn thành và không hoàn thành. Đó thì chúng ta cần nhớ. Còn trách nhiệm đánh giá viên chức thì luôn thuộc về người đứng đầu, gọi từ trách nhiệm đánh giá, em rõ chưa? Rồi cơ quan nào quy định chi tiết về trình tự thủ tục đánh giá viên chức đã quy định rồi, như là chính phủ được chưa? Còn điều 7 về cái mục 7 về chế độ thôi việc hưu trí thì em nhớ là cái phần này người ta hỏi về có mấy trường hợp, nghĩa là có trường hợp mà thấy là viên chức sẽ viên chức không được hưởng cấp thôi việc thì chúng ta nhớ cho thầy là có 3 trường hợp em nhá. Đấy là bị buộc thôi việc rồi đơn phương chấm dứt hợp đồng rồi chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 5 điều 28. Có nghĩa khi chuyển từ sang cán bộ công chức ấy. Rồi về hưu trí thì chúng ta nhớ cái câu hỏi rất quan trọng đó là gì? Người ta hỏi là gì? Cái thông báo về thời điểm nghỉ hưu là bao nhiêu tháng thì nhớ là thông báo thì là 6 tháng, còn ra quyết định nghỉ hay hưu là gì? Trước 3 tháng. Đấy chúng ta nhớ các câu hỏi của điều 46. Như vậy nhá, đây là xong chương 3. Ở chương 4 về quản lý viên chức người ta hỏi có mấy điều, nhớ là có 4 điều đúng không ạ? Rồi các nội dung điều 47 người ta hỏi là gì? Cơ quan nào thống nhất quản lý nước về viên chức là chính phủ. Cơ quan nào chịu trách nhiệm cho chính phủ, chịu trách nhiệm chính phủ về quản lý viên chức là Bộ Nội vụ. Đấy thì các em cần nhớ cho thầy các nội dung. Đấy thì cái phần chương 4 nó ít câu hỏi thôi. Còn chương 5 về khen thưởng xử lý vi phạm thì hỏi có mấy điều, nhớ là 7 điều đúng không ạ? Về phần khen thưởng chỉ có một điều 51 thôi, nói về khen thưởng thì nhớ là khen thưởng khi nào, nhớ là khi có công trạng thành tích và từ được khen thưởng được chưa?
do công trạng thành tích đặc biệt. Tiếp người ta hỏi có mấy hình thức kỷ luật viên chức, nhớ là 4, đúng không? Đó là khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bổ thôi việc và cách chức dành cho viên chức nào, như là viên chức quản lý các em nhá. Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, thời hạn xử lý kỷ luật là không quá 2 tháng, đúng không? Thấy phần nhớ rồi. Tạm đình chỉ công tác là nhớ là gì, là không quá 15 ngày, trong trường hợp mà xác minh kéo dài thêm thì không quá 30 ngày. Đấy các em nhớ cho thầy. Đấy là những cái phần nữa, là cái phần về thời hạn bị nâng lương thì với viên chức là nhớ từ khiển trách là gì, là kéo dài 3 tháng, với cảnh cáo là kéo dài 6 tháng, với cách chức là gì, 12 tháng. Đấy, chúng ta cần nhớ các nội dung. Còn ở chương 6 về điều khoản thi hành có 5 điều, thì các em cần nhớ cho thầy là trường hợp mà trường hợp nào mà viên chức được chuyển thành công chức mà không qua thi tuyển thì em nhớ là từ đủ 5 năm. Đấy thì chúng ta cần nhớ các nội dung. Còn về cái thời gian liên quan đến ban hành của luật viên chức 2010 thì mà thông qua vào ngày 15 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 2012 các em nhá. Chúng ta nhớ vào toàn bộ các nội dung của 6 chương và 62 điều của luật viên chức 2010, được chưa? Tiếp theo thì chúng ta thấy là có luật giáo dục 2005. Đấy, chúng ta thấy là các bạn Hà Nội rất là lặng, đúng không ạ? Đấy, luật giáo dục 2005 thì có 9 chương và 120 điều, đúng không ạ? Chưa nói sửa đổi 2009 là có 31 nội dung nữa, đúng không ạ? Đó thì không biết là các bạn nội đã học và xem kỹ chưa. Thì ở với chương 1 chúng ta thấy là với luật giáo dục 2005 ấy, chúng ta thấy là có 20 điều. Đấy, thì chúng ta thấy là chúng ta cần nhớ về cái mục tiêu của giáo dục đào tạo là có đạo đức, tri thức, thẩm mỹ, đạo đức nghề nghiệp, rồi nhớ về tính chất, nguyên lý giáo dục. Tính chất nhớ là có 4 tính chất rất là rõ, đúng không ạ? Đó là tính nhân dân, tính dân tộc, tính khoa học, tính hiện đại. Rồi nguyên lý chúng ta nhớ 4 cặp, học đi đôi với hành, đúng không ạ? Lý luận gắn liền với thực tiễn, đúng không ạ? Rồi giáo dục kết hợp lao động sản xuất, rồi nhà trường giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Và hệ thống giáo dục dân thì chúng ta thấy có 2 hệ thống là chính quy và thường xuyên, rồi có 4 cấp học và trình độ đào tạo, đó là giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Và giáo dục đại học thì có 4 trình độ, nó là cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Đó thì chúng ta cần nhớ điều đó, đúng không ạ? Thì chúng ta cần thấy. Rồi đặc biệt là điều 11 này chúng ta thấy là về phổ cập giáo dục, chúng ta thấy phổ cập với 2005 thì chúng ta thấy là phổ cập giáo dục là gì, là cấp gì, tiểu học và trung học cơ sở. Thế còn với 2009 chính là điểm mới, là chúng ta thấy là gì, đó là phổ cập cho trẻ 5 tuổi các em nhá. Thì chúng ta thấy là rất là rõ, được chưa? Thì chúng ta cần nhớ. Nữa sửa đổi ở điều 13 là liên quan cái từ mà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục là hoạt động đầu tư đặc thù thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, đấy, ưu đãi đầu tư. Đấy, thì chúng ta thấy ở cái phần chương 1 chúng ta nhớ cái phần cả 2005 và sửa đổi 2009. Với 2009 ở trong chương 1 nó còn nội dung ở điều 6 nữa là liên quan cái phần bổ sung về chương trình giáo dục đảm tính hiện đại ổn định, tính thực thống nhất, thêm từ tính thực tiễn và tính hợp lý, đấy là điểm mới. Rồi là cơ sở bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng yêu cầu học nhập quốc tế. Thì các em cần nhớ phần của luật giáo dục 2005 và sửa đổi 2009 trong cái chương 1. Thế còn ở chương 2 thì chúng ta cần nhớ cho thầy về cái phần mà có hệ thống giáo dục dân, thì chúng thấy có 5 cơ sở giáo dục, nó cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục chuyên và cơ sở giáo dục đại học. Thì chúng ta thấy đầu tất cả ở đây thì có chung đều nó có cái phần về mục tiêu, về yêu cầu, về liên quan đến số năm học của từng cấp học, rồi bằng, mầm non thì không có bằng thôi, văn bằng thôi, đúng không ạ? Ta thấy rất là rõ, đúng không? Thì chúng ta cần nắm theo hệ thống như vậy, đúng không ạ? Bằng, văn bằng thì chúng ta thấy trong hệ thống dân bắt đầu từ chúng ta thấy rồi, trước đây thì tiểu học thì có, nhưng mà giờ chỉ là giấy xác nhận thôi do hiệu trưởng. Thế còn chúng ta thấy là trung học cơ sở thì do trưởng phòng đào tạo cấp, đúng không? Cấp quận huyện đấy. Còn bằng trung học phổ thông thì chúng ta thấy là do gì, giám đốc sở đào tạo cấp. Đó, chúng ta thấy là với giáo dục phổ thông. Thế còn với giáo dục nghề nghiệp thì chúng ta thấy rồi, chúng ta cần nhớ về về mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp, của yêu cầu, rồi chương trình đào tạo giáo dục, rồi có 2 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đúng không ạ? Đó là trung cấp, trường trung cấp chuyên nghiệp, rồi trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, đúng không ạ? Rồi văn bằng chứng chỉ thì cũng thấy cũng cần nắm được về các cái trình độ sơ cấp nghề, thì là về sơ cấp nghề thì nó phải là chứng chỉ thì do thủ trưởng cơ quan quản lý về dạy nghề cấp, đúng không? Đấy, còn chúng ta thấy đã là liên quan đến trung cấp trở lên. Liên quan từ trung cấp chuyên nghiệp thì tất cả sẽ do hiệu trưởng. Đấy, sau này thậm chí là cho thấy là trong giáo dục nghề đại học cũng thế, chúng ta thấy trung cấp hay là cao đẳng đại học thì đều do hiệu trưởng cấp, hoặc là lên tận thạc sĩ cũng là hiệu trưởng của trường đại học. Thế còn với tiến sĩ thì do hiệu trưởng trường đại học và gì, viện trưởng viện nghiên cứu khoa học. Đó, chúng ta thấy sự khác biệt, chúng ta cần nắm toàn bộ của cái chương 5. Và với cái mẹo đây trong luật giáo dục, như thầy nói, cơ quan nào quy định thì trong luật giáo dục thì 90% chúng ta chọn là bộ trưởng của đào tạo,
Thế còn lại thì chúng ta thấy là gì? Với quy định nữa, cơ quan nào quy định nó gắn với là gì? Với chính phủ, gắn chúng ta thấy như là với dạy tiếng Việt đấy, đúng không? Thì chúng ta thấy là chính phủ, còn dạy tiếng nước ngoài thì lại là gì? Thủ tướng chính phủ, đúng không ạ? Thủ tướng chính phủ gắn cái từ và thấy là gì? Là có từ đại học, đấy là thành lập các trường đại học, quy chế các trường đại học, liên quan đến bổ nhiệm hiệu trưởng các trường đại học, tiêu chuẩn đấy, các trường thì gắn tất cả là có chữ đại học, chỉ có một nội dung đó là mô hình tổ chức cụ thể của các trường đại học nằm ở khoản 3 điều 42 ấy, thì gắn chữ đại học, không phải chính phủ, không phải thủ tướng mà nó là chính phủ đấy, thì nó thấy và ta thấy nữa là ngoài ra thì chúng ta thấy từ khoản cơ quan nào nữa là nhà nước, chúng ta thấy gắn từ bảo hộ này, rồi chúng ta thấy là gắn từ có chính sách ưu tiên tạo điều kiện đấy, chúng ta cần nhớ các em nhá, cái nội dung như vậy. Rồi cái thẩm quyền, nếu mà câu hỏi để so sánh với luật giáo dục 2005 và sửa đổi 2009 thì chúng ta thấy nếu thẩm quyền cái đó 2005 là thủ tướng chính phủ, vậy 2009 là ai? Thì 2009 là bộ trưởng bộ đào tạo. Hỏi ngược lại là 2009 thẩm quyền này thuộc bộ trưởng đào tạo thì 2005 là ai? Thì 2005 là thủ tướng. Đấy, những dạng câu hỏi để chúng ta nhớ với luật giáo dục các em nhá. Đấy, với còn với ở chương 3 về nhà trường cơ sở khác thì các em thấy là người ta hỏi là có mấy loại hình trường, thì chúng ta nhớ là có 3, đó là công lập, dân lập và tư thục. Công lập thì do nhà nước thành lập, đúng không? Tư thục là tư tê, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đúng không? Thế rất là rõ, đúng không? Rồi cá nhân, rồi cường dân lập thì do dân cư, dân lập là dân cư. Đấy, chúng ta thấy ngoài ra chúng ta nhớ được về các cái trường, chúng ta thấy là về cái thẩm quyền thành lập trường nữa, thì chúng ta thấy là với trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông nội trú ấy là chủ tịch cấp huyện, rồi với trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung cấp của tỉnh là chủ tịch ban tỉnh. Thế còn với các trường trung cấp trực thuộc là bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Còn với các trường cao đẳng, dự bị đại học thì là bộ trưởng đào tạo. Còn với đại học thì luôn gắn với thủ tướng em nhá. Đấy là cái mẹo thì chúng ta học được chưa, thì chúng ta thấy về cái thẩm quyền nó rất là rõ. Các em cần học, cần nhớ các nội dung, nhớ được thêm các loại trường chuyên biệt, giống như trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, trường chuyên, trường năng khiếu, trường dành cho người tàn tật, khuyết tật, trường giáo dưỡng. Đó thì liên quan đến trường chuyên biệt các em nhá. Thì chúng ta cần nhớ ấy là nội dung chương 3 mà chúng ta trọng tâm nhớ các nội dung đó. Còn nội dung chương 4 về nhà giáo thì chúng ta cần nhớ cho thầy về nhớ có mấy tiêu chuẩn nhà giáo, thì chúng ta nhớ là có 4 tiêu chuẩn, đúng không ạ? Tên gọi của nhà giáo khác biệt của 2005 và 2009. Thì với 2005 với tên gọi là giáo viên, thì nhà giáo tên gọi là giáo viên thì là ở các cơ sở dục mầm non, cơ sở phổ thông, cơ sở dục nghề nghiệp. Còn với giảng viên thì chúng ta thấy là gì? Là giảng viên là tính là các cơ sở giáo dục đại học các em nhá. Thế còn sự thay đổi với 2009 thì chúng ta thấy là cái tên giáo viên thì cũng là cơ sở mầm non, cơ sở phổ thông, cơ sở nghiệp, chúng ta thấy là liên quan đến sơ cấp nghề, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp đấy, chúng ta thấy rất là rõ. Còn với giảng viên thì 2009 họ thêm chữ trường cao đẳng nghề, đúng không? Đấy là chúng ta nhớ cái điểm mới để chúng ta thấy để sự so sánh các em nhá, để chúng ta nhớ nội dung. Rồi chúng ta nhớ về cái nhiệm vụ nhà giáo thì quy định ở điều 72 có mấy nhiệm vụ, nhớ là có 5 nhiệm vụ, công thức là 3GKC. G thứ nhất là G giáo dục, G thứ hai là G gương mẫu, G thứ ba là G giữ gìn, K chính là không ngừng học tập, và C chính là các nhiệm vụ khác. Quyền của nhà giáo có 5, tương đương 5 quyền và 5 được, đúng không? Được giảng dạy, được đào tạo, được hợp đồng tình giảng, được bảo vệ nhân phẩm, được nghỉ hè, nghỉ Tết âm lịch, đúng không ạ? Và nó thấy nữa là liên quan đến cái việc mà các hành vi nhà giáo không được làm, thì chúng ta nhớ là có 4 hành vi, công thức là 2XGE. X thứ nhất là xúc phạm, X thứ hai là X xuyên tạc, G chính là gian lận cho học sinh, và E chính là ép buộc học sinh. Đấy, chúng ta cần nhớ. Rồi điều 7 chúng ta cực kỳ cần phải nhớ liên quan trình độ chuẩn của giáo viên. Thì chúng ta thấy là gì, với giáo viên mầm non và tiểu học thì là gì, trung cấp sư phạm. Còn với chúng ta thấy là trung học cơ sở thì chúng ta thấy là cao đẳng sư phạm hoặc là gì, cao đẳng, tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Còn với trung học phổ thông và trung cấp ấy thì chúng ta thấy đều chung là gì, đại học sư phạm hoặc đại học có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, đúng không ạ? Rồi còn với đại học thì chúng ta thấy là gì, phải có chứng chỉ, phải có bằng đại học trở lên với giảng dạy đại học cao đẳng đấy. Cao đẳng đại học thì có đại bằng đại học trở lên và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp sư phạm. Giảng dạy thạc sĩ thì chúng ta thấy là có bằng thạc sĩ trở lên. Còn với tiến sĩ thì là gì, có bằng tiến sĩ, chúng ta thấy rất là rõ. Còn với về chúng ta thấy là cái phần mà gì, thực hành giảng giáo viên giảng dạy cơ sở dạy nghề thì chúng ta thấy bằng trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, đấy đúng không ạ? Công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, đấy là chúng ta thấy về cái phần về trình độ chuẩn, đúng không ạ? Thì tôi cần nhớ phần các nội dung như thế. Còn ở chương 5 về người học thì chúng ta cần thấy về cái tên gọi người học. Ta thấy rồi, với mầm non là tên gọi là trẻ em, với học sinh thì ta thấy là cơ sở phổ thông, lớp dạy nghề, trung cấp trường dạy nghề, trung cấp trường dự bị đại học. Còn học viên là dành cho cơ sở đào tạo thạc sĩ, rồi trung tâm thường xuyên,
người giáo dục chuyên học viên, tên học viên và sinh viên là tên của các trường của học sinh của sinh viên, tên gọi của trường học ở trường cao đẳng đại học đúng không ạ? Đấy thì chúng ta thấy nhớ các nội dung rồi quyền của trẻ em thì chúng ta thấy có 3 quyền tương đương 3 chữ được. Nhiệm vụ người học thì ở đây chúng ta nhớ cho thầy là 5 đúng không ạ? Thấy rất là rõ đúng không ạ? 3T cộng 1G đúng không ạ? 3T cộng 2G, 3T cộng 2G thì là T nhất là thực hiện nhiệm vụ tập, thứ hai là tôn trọng nhà giáo, T thứ ba là tham gia lao động, còn G chính là giữ gìn và góp phần. Đấy, chúng ta nhớ quyền của người học thì chúng ta thấy là có 7 quyền tương đương 7 được. Đấy, được nhà trường, đường cơ sở khác tôn trọng, rồi được học trước tuổi, được cấp văn bằng, được tham gia các hoạt động các đoàn thể, được sử dụng trang thiết bị, được trực tiếp thông qua đại diện hợp pháp, rồi được hưởng các chính sách ưu tiên. Đấy, và chúng ta nhớ về các hành vi người học không làm, chúng ta nhớ là gì? Có 3 hành vi. Đấy là xúc phạm danh dự nhân phẩm, gian lận trong học tập, rồi hút thuốc lá, uống rượu bia, kem nhá. Đấy thì chúng ta cần nhớ đoạn này là nhớ 3, 3, 5, 7. 3 chính là 3 hành vi người học không làm, 3 quyền của trẻ em đấy. Rồi 5 chính là 5 nhiệm vụ của người học và 7 quyền của người học. Đấy chúng ta nhớ phần nội dung chính của chương 5 về người học. Chương 6 về gia đình và xã hội chúng ta thấy là liên quan về điều từ điều 93 đến điều 98 thì chúng ta thấy các cái từ khóa rất là rõ về có 3 quyền của cha mẹ hoặc người giám hộ. Chúng ta thấy quyền là con chữ được, mà đây với quyền cha mẹ người giám hộ thì nó là 2 chữ yêu cầu và 1 chữ tham gia, yêu cầu nhà trường và 1 chữ tham gia. Và chúng ta nhớ cái từ khóa câu hỏi về tự động viên toàn dân trong lao động giáo dục phải là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, rồi gì các tổ chức thành viên đúng không? Rồi liên quan đến chữ mà phối hợp với thanh niên để phối hợp nhà trường giáo dục thanh thiếu niên thì gắn với thẩm quyền trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đấy, chúng ta nhớ các nội dung như vậy. Còn ở chương 7 về quản lý nhà nước về giáo dục thì chúng ta thấy là đây cần nhớ các nội dung về các cái nguồn tài chính đầu tư giáo dục, thì thấy có 2 nguồn, đó là ngân sách nhà nước rồi học phí lệ phí tuyển sinh. Đấy, các em cần nhớ. Và chúng ta nhớ đối tượng được miễn học phí là chính là gì? Học sinh trường công lập em nhá. Còn về cơ quan thẩm quyền về quy định cơ chế thu thì quy định là chính phủ. Thế còn liên quan đến quy định mức thu thì là 3 cơ quan là Bộ Tài chính phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp với Bộ trưởng Bộ Đào tạo và gì? Và Thủ trưởng cơ quan nước về dạy nghề. Đấy, chúng ta cần nhớ như vậy. Rồi chúng ta nhớ thầy về cái mảng thanh tra giáo dục, như đợt 1 rất là nhiều câu hỏi. Thì chúng ta nhớ ở đây về thanh tra giáo dục, chúng ta thấy thẩm có 2 cơ quan thanh tra, đó là thanh tra Bộ Đào tạo và thanh tra Sở Dục Đào tạo. Chúng ta thấy với các hoạt động thanh tra của cấp huyện thì sẽ do trưởng phòng đào tạo, còn với hoạt động thanh tra của các cơ sở dục nghề nghiệp, cơ sở dục học thì do thủ trưởng các cơ sở trực tiếp phụ trách. Đó thì chúng ta nhớ, đấy là nội dung của chương 7. Còn chương 8 là thấy về khen thưởng xử lý vi phạm, thì chúng ta nhớ các danh hiệu của nhà giáo, nó là nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú, đúng không? Dành cho đối tượng nào thì nhớ là nhà giáo, rồi cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu giáo dục khi đủ tiêu chuẩn quy định, em nhớ nhá. Và chúng ta thấy là về nội dung về là như vậy của nội dung chương 8 thì có ngắn các câu hỏi thôi. Còn chương 9 thì thấy về điều khoản thi hành rồi, thì chúng ta biết là luật giáo dục 2005 thì có hiệu lực vào ngày 14 tháng 6 năm 2005 và có hiệu lực vào mùng 1 tháng 1 2006. Đó thì chúng ta thấy rất là rõ em nhá. Và thì chúng ta cần nhớ đây, thầy khái quát qua trọng tâm các cái nội dung của luật giáo dục 2005 và 2009. 2009 thì phần cuối thì thực ra họ có bổ sung cái phần về cái phần của chương 7 ấy, về liên quan đến kiểm định chất lượng, thì chúng ta cần nhớ các nguyên tắc rồi liên quan nguyên tắc kiểm định thì nhớ là có 2 nguyên tắc đúng không? Kiểm định chất lượng giáo dục đấy là độc lập khách quan đúng pháp luật, rồi trung thực công khai minh bạch. Rồi có 2 tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, nhớ là gì? Gồm kiểm định do nước thành lập mà do các tổ chức cá nhân thành lập, thì chúng ta cần nhớ các nội dung nó sửa đổi như vậy. Được chưa? Đấy là phần của luật giáo dục 2005 và 2009. Như vậy thầy đã nhấn mạnh trọng tâm cho các bạn Hà Nội 2 văn bản rất quan trọng trong buổi tối ngày hôm nay. Đó là luật giáo dục 2005 và sửa đổi 2009 và luật giáo dục sửa đổi 2009, cũng như là luật viên chức 2010. Vâng, thì không biết các em có ý kiến gì không? Chúng ta thấy rồi. Như thầy đã nhắc trong ngay đầu video thì chúng ta thấy là đây là 2 văn bản chính cho tất cả các vị trí việc làm, giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông và vị trí việc làm nhân viên văn thư và nhân viên thư viện, đúng không? Đều có cả. Chúng ta thấy rất là rõ, đúng không ạ? Nằm trong nội dung ôn thi của các vị trí việc làm thì thầy đã nhấn mạnh rất là rõ, đúng không ạ? Thế còn các văn bản còn lại thì đều có trong các cái bài giảng mà thầy đã hướng dẫn cho các em theo từng văn bản và các bộ đề rồi, đúng không ạ? Không biết các em có câu hỏi gì không? Thầy nhấn mạnh 2 văn bản chính mà tất cả các vị trí việc làm của các bạn Hà Nội đều có. Và
Chắc là buổi tới thì ngày mai thì thầy sẽ nhắc lại các văn bản như thông tư số 06 quy định về quy tắc ứng xử của cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở phổ thông, cơ sở thường xuyên, đúng không ạ? Rồi chúng ta thấy là liên quan đến thông tư số 20 về quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Đấy, với cái văn bản này thì sẽ dành cho các cái vị trí thông tư 20 này với vị trí giáo viên cho cơ sở trung học phổ thông và giáo viên tiểu học, các em nhá. Đó, còn chúng ta sẽ có quyết định số 16 thì chúng ta thấy là có cả của các bạn mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đấy thì những văn bản chính thầy nhắc rồi, chúng ta sẽ đi từ điều lệ của mầm non, của tiểu học, của trung học cơ sở và trung học phổ thông. Các em rõ chưa? Và bạn Thùy Hoàn thì các em cố gắng nhé. Thực ra thầy nhắc lại tất cả các nội dung bài giảng, các văn bản này thầy đã giảng rồi theo giới hạn rất kỹ, và có các bộ đề chúng ta đã làm và thầy đã giải đáp rồi. Thì hôm nay là những buổi này thầy sẽ đồng hành với các em theo lịch và chúng ta sẽ nhắc lại với nhau. Có chỗ nào chưa rõ thì các em vui lòng gửi câu hỏi cho thầy. Còn giảng lại thì lại giảng lại những cái gì đã giảng rồi thì nó rất là nhàm chán các em nhá. Đó thì các em nên có những câu hỏi gì chưa rõ, bộ đề thì mùa này tới thầy sẽ soạn bộ đề 60 câu. Bản chất thì nó là trộn các bộ đề văn bản theo giới hạn của từng vị trí thôi các em nhá. Và các bạn Hà Nội có câu hỏi gì không? Nếu không có câu hỏi gì thì thầy xin phép kết thúc buổi trao đổi tối nay ở đây, và chúng ta sẽ gặp lại vào tối mai các em nhá. Vì sau đó lúc nữa thì thầy lại vào lớp dành cho các bạn ở Hải Dương. Đấy, thì tối một buổi tối thầy sẽ có hai lớp liên tục và để đồng hành với các em, nhắc lại những nội dung cơ bản trọng tâm nhất các em nhá. Thì thầy nhắc lại là tất cả các nội dung ở đây thì thầy đã giảng rồi, chúng ta đã có bộ đề để làm rồi. Thì những cái buổi này thầy sẽ đồng hành, đã cam kết với em đến khi các em thi thì thôi. Các em cố gắng làm sao dành thời gian ôn lại nhá, học lại. Chỗ nào chưa rõ chưa hiểu thì các em vui lòng gửi câu hỏi và để thầy làm rõ các em nhá. Vâng, nếu các em đã ổn rồi thầy xin phép kết thúc buổi trao đổi tối nay ở đây. Các em cố gắng dành thời gian, vì thời hôm nay chúng ta là 13 rồi, theo lịch chúng ta chỉ còn 8 ngày nữa thôi các em nhá. Cố gắng lên nhá, cố gắng lên. Và chúng ta như thầy nói, tất cả chúng ta mục tiêu quan trọng nhất là đỗ viên chức, còn các cái vấn đề về cái việc hợp đồng xác định thời hạn, không xác định thời hạn thì chúng ta bỏ hay sau đi, chúng ta phải đỗ thì chúng ta mới được nhá, đỗ đã nhá. Hợp đồng đấy, liên quan về cái đặc cách thì tôi thấy thời điểm này thì vừa rồi thì nghe ngóng thì thầy cũng rất là quan tâm, nhiều bạn hỏi về đặc cách. Chúng ta thấy nói đi nói lại thì nó rất là cái câu chuyện mà chúng ta thấy là các cơ quan quản lý nhà nước thì họ cũng viện lý do vừa rồi có dịch Covid, mà chúng ta thấy rằng là đâu đó thì chúng ta thấy là nó cũng làm cho giáo viên rất là buồn. Nhưng mà thôi, chúng ta thấy là hy vọng là sắp tới Hà Nội sẽ xử lý dứt điểm. Chủ tịch thành phố Hà Nội cũng đã cam kết rồi, cam kết này không phải lần một đâu, còn thầy thấy lần hai, lần ba rồi. Thôi hy vọng lần ba này không quá tam ba bận các em nhá. Thì hy vọng là sẽ họ sẽ giải quyết dứt điểm trong cái quý 2 này. Đó thì về bạn các cái file này em vui lòng em nháy vào chữ Hà Nội 120 có đầy đủ em nhá, bạn Hồng Thanh. Đấy, khi vào lớp các em dùng máy tính, các em nháy chữ viên ở cái folder là gì, Hà Nội 120, thì trong đó có đầy đủ các video bài giảng em nhá. Có video bài giảng, các lịch học, rồi bộ đề, cái video thầy chữa bộ đề, đầy đủ các bộ đề trong đấy. Còn không thì em nháy vào chữ gì, nháy vào chữ file ở bên trái màn hình. Cũng vâng, hết hy vọng thì thầy cũng không khẳng định hết hay không. Em đủ điều kiện tiêu chuẩn thì chắc là họ đã dành chỉ tiêu rồi em nhá. Thì có thể liên quan đến công bố nó chậm thôi em nhá, chứ còn cái nếu em đủ điều tiêu chuẩn thì nó vẫn là bình thường thôi. Đã như chủ tịch đã cam kết rồi là có chỉ tiêu riêng dành cho các bạn đặc cách em nhá. Thì chúng ta sống thì vẫn phải còn hy vọng, sống đừng bao giờ hết hy vọng, cuộc sống nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả em ạ. Chúng ta không phải là vấn đề chỉ là công việc làm nghề giáo đâu, chúng ta thấy cuộc sống chúng ta vẫn phải sống, dù chúng ta có thể hôm nay là không là cực kỳ tồi tệ, ngày mai rất tồi tệ, ngày kia có thể là tươi sáng, quan trọng nhất là chúng ta còn sống. Các em nhá, đừng thành rất là hiểu, dĩ nhiên chung thì ai cũng mong muốn đạt những điều tốt đẹp, nhưng trong trường hợp không may thì chúng ta vẫn thấy trọng nhất là chúng ta còn được sống nhá. Đấy, còn tôi là hãy tin tưởng chờ đợi. Chúng ta thấy là thầy cũng hiểu được tâm trạng của các em, nhưng mà đấy, chúng ta thấy họ là những người làm chủ luật chơi, còn chúng ta chỉ là người chơi thôi. Đấy là chúng ta thấy, nên rất mong các em ổn định tinh thần nhá. Chúng ta đừng bị hoang mang, bị chi phối. Chúng ta thấy là có thể chúng ta chưa may mắn so với nhiều người, đúng không? Nhưng mà nhìn lên thì chúng ta chưa bằng ai, nhìn xuống nhiều người vẫn chưa bằng chúng ta. Hãy suy nghĩ lạc quan, tích cực lên nhá. Chúng ta đang có một tuổi trẻ, một cái tuổi thanh xuân rất là đẹp đẽ như thế này nhá. Chúng ta hãy lạc quan. Trong trường hợp nhất chúng ta thầy nói
là chúng ta có thể chưa đạt những điều may mắn thì chúng ta vẫn hy vọng những cái điều tốt đẹp khác em nhá. Hãy tư duy lạc quan lên, ok không ạ nhá? Vâng, thì xin phép kết thúc buổi trao đổi tối nay ở đây và hẹn gặp lại các em vào tối mai ở các bạn Hà Nội em nhá. Vâng, xin chào các em.